Hello, xin chào cả nhà. Hôm nay nhà mình sẽ nấu món steak thịt heo, đó là hai miếng sườn của con heo. Nên là hôm nay xin mời mọi người cùng nấu bữa trưa với mình nha. Đầu tiên là mình sẽ bật bếp và cho chảo nóng. Rồi sau đó thì mình sẽ cho dầu ăn. Dầu ăn của mình xài là loại dầu ăn cái lông nha mọi người, là loại dầu ăn thực vật nên là cũng ít béo thôi. Và bây giờ là mình sẽ cho dầu ăn vào một lượng vừa để cho cái thịt của mình chín và không bị dính. Vì lý do là cái chảo nhà mình sắp hết chống dính rồi nên là mình sẽ cho dầu ăn nhiều hơn chút xíu. Và bây giờ mình sẽ đợi xem cái chảo dầu của mình đang nóng chưa rồi mình sẽ cho thịt vô nha mọi người ơi. Thịt thì mình đã ướp trước một tiếng sau khi chuẩn bị nấu. Và đây là cái thành phần của mình, là kết quả mà mình đã ướp sau một tiếng đồng hồ. Bây giờ là mình sẽ cho thịt vào chảo nóng nha mọi người. Tại vì mình không có cho tỏi hành gì hết, tại mình đã ướp sẵn ở trong cái mấy miếng thì hai miếng thịt của mình rồi. Thành phần mình ướp thịt này gồm có là tiêu nè, hạt nêm, một chút xíu đường, một chút xíu dầu ăn và ít bột Hàn Quốc nữa nha mọi người. Thịt này mình đã ướp và để trong vòng một tiếng đồng hồ để trong ngăn mát tủ lạnh mọi người. Mọi người thấy không, mình vừa mới đặt cái miếng thịt chút xíu thôi mà dầu nó bắn tung tóe cứ như là đang bắn pháo bông ngày Tết vậy đó. Mọi người có thấy không, nó bắn li ti văng vô hết cái máy của mình rồi. Và bây giờ là mình sẽ cho thêm một miếng thứ hai. Dầu bắn nhiều quá nên là mình không cho liền được. Cũng may là hai cái miếng sườn này của mình cũng vừa đủ để mình nấu luôn một lần. Bình thường là cái miếng sườn này nó bự quá thì mình sẽ chia ra làm hai, đó là mình sẽ nấu một miếng trước và sau đó là mình sẽ nấu thêm một miếng thứ hai. Chọn hai miếng này thì tụi mình sẽ ăn hai bữa, đó là buổi trưa và bữa tối. Tại vì có hai người thôi nên là tụi mình ăn cũng rất là ít, hai miếng này cũng rất là bự nữa nên là ăn cũng không có hết. Bây giờ là mình sẽ rưới nước sốt còn lại trong cái tô lên cái miếng thịt nha mọi người. Sáng thì tụi mình ăn bánh mì bơ trái tỏi. Bây giờ thực sự là nhìn cái đồ ăn này rất là đói bụng luôn. Tại vì ăn buổi sáng thì tụi mình ăn nhẹ không có ăn gì nhiều, nên là bây giờ đang là 11 giờ rưỡi trưa nên là đang rất là đói bụng. Và hy vọng là cái món ăn này của mình sẽ thành công và ngon để không phụ cái lòng mà mình đã bỏ ra công sức sáng giờ vật lộn như nó, là nào là lấy trong ngăn đá ra để cho nó ráo đá này, thanh đá rồi cũng làm lắc nhắc vài thứ nữa, nên là hy vọng cái món này sẽ ngon. Trong khi lúc mà chờ đợi cái nồi chảo thịt của mình chín thì là mình sẽ đi rửa rau, rửa các rau nấu canh và để mình bỏ thêm vài cọng đậu lên cái miếng thịt này nữa. Mọi người có thấy màu sắc nó rất là hấp dẫn không mọi người? Chỉ cần nhìn thôi là đủ biết món này rất là ngon rồi.
giờ mình sẽ kiểm tra thử xem là thịt ở bên dưới nó đã chín chưa. Sau khi mà nó chín rồi thì mình sẽ lật mặt cái miếng thịt của mình để cho nó chín cái mặt ở trên nữa nha mọi người. Đây là vài cọng đậu của mình đây. Lát nữa mình sẽ bỏ chung với lại cái mấy miếng thịt, hai miếng thịt của mình. Kiểu như là mình nấu steak của nước ngoài kiểu Mỹ mọi người. Còn đây là rau mùng tơi, lát nữa mình sẽ nấu canh. Mọi người thấy cái cọng nó hơi chập chập trong mọi người. Tại vì mình đã bỏ vô tủ lạnh á, mà tủ lạnh của mình không hiểu sao mà bỏ rau vô nó đưa hết trơn, nó bị đông đá lại, bị hén hết trơn à. Nó miếng thịt của mình bắt đầu sôi rồi đó. Và bây giờ là mình sẽ bắt đầu lật cái miếng thịt ra nha mọi người. Trời ơi, miếng thịt nó vừa chín tới cực kỳ thấy ngon luôn á. Nếu mà thịt bò chắc là mình đang cắt và ăn rồi á. Nhưng mà rất tiếc là thịt lợn nên là không có ăn liền được. Mình phải đợi nó chín mới ăn được, chứ không là đau bụng. Mọi người thấy cái màu nó sao? Mọi người thấy màu sắc của cái món này đẹp không? Chứ riêng mình là mình thấy nước miếng chảy sắp ướt áo rồi đó. Đụng vô miếng thịt thì mình cảm thấy cái thịt nó rất là mềm luôn, không hề cứng. Bình thường là thịt là nó cứng và hơi dai dai chút xíu, còn thịt này là mình vừa mới đụng vô kéo qua kéo lại là cái miếng thịt của mình nó sắp tách rời ra luôn rồi. Tại vì mình đã ướp nó trong vòng một tiếng, đâm ra cái thịt của mình nó mềm, hơi mềm mềm. Và bây giờ mình sẽ để như vậy để lát nữa mình bỏ đậu lên và đợi nó chín và thưởng thức thôi. Mình thấy nó sôi lên rồi đó, và bây giờ mình bắt đầu lấy đậu và mình sẽ bỏ lên hai cái bên hông của hai miếng thịt nha mọi người. Mình sẽ chia đều ra mỗi bên một ít. Trời ơi, màu đỏ tươi của miếng thịt với lại màu xanh của vài cọng đậu nó hai cái màu nó hòa quyện thành, nhìn nó rất là đẹp đúng không mọi người? Nhìn là thấy ngon rồi. Đúng kiểu steak nước ngoài luôn. Nếu mà ăn kiểu này là mình sẽ không cần ăn với cơm đâu, mình sẽ cần khoai tây luộc là mình có thể ăn chung với lại cái món này rồi, là y chang món mấy cái ống tây mà hay ăn ấy, nên là mình nghĩ không thua kém gì món ăn của mấy chị người Tây nấu đâu, mình phải sắp sửa ngang ngửa đó. Sửa chứ người Việt mà cái kiểu sống lối sống lẫn nấu chế biến món ăn sao mà nó y chang những người Tây không khác. Bây giờ là mình sẽ mở nắp cho mọi người xem thành quả nha. Đó, mọi người thấy gì không? Nồi thịt của mình đang sôi sùng sục và vài cọng đậu của mình cũng đã chín tới rồi. Mọi người nhớ là đừng có cho đậu nó chín quá nha. Quá chín quá là nó sẽ không có được ngon mà nó bị mềm. Cái vài cọng đậu của mình là sẽ dở lắm á, nên là mình chỉ cho nó hơi chín tới và cảm giác mình ăn nó có cái gì ta, sực sực là ok rồi. Và bây giờ là mình sẽ đợi chút xíu nữa thôi là mình sẽ tắt bếp và bắt đầu nấu canh. Rau canh mùng tơi với lại thịt bằm thì cái món đó nó rất đơn giản rồi, nên là mình sẽ không có quay nữa cho mọi người xem nữa nha. Mình sẽ phóng to lên cho mọi người xem là cái món ăn của mình ngày hôm nay đó là món steak thịt heo. Mọi người thấy món này ok không? Mình thì thấy ok rồi đó, mình sẽ cho trái tim. Bây giờ bắt đầu rắc tim lên nha. À đúng rồi, mình sẽ cho mọi người xem đây là nồi cơm của tụi mình ngày hôm nay. Đó gồm có là gạo bình thường mình trộn chung với lại gạo lứt để cho cơm nó mỗi ngày nó khác biệt để thay đổi khẩu vị ăn nữa.
cho dễ ăn nữa, chứ mình nấu gạo lứt không thôi thì nó ăn giống kiểu mình ăn đậu vậy đó. Nên là mình sẽ trộn chung gạo bình thường với gạo lứt cho dễ ăn. Còn đây là thành quả của mình sau gần một tiếng đồng hồ nấu vật lộn với trời đang nắng nóng chang chang. Cái đen là cái chili mít cam vắt của mình đó mọi người, tại vì đang mùa dịch bệnh nên là mình phải siêng năng uống mít cam để tăng vitamin C. Còn cái dĩa steak của mình mọi người thấy sao, thấy nhìn ngon không? Đó, canh gì ta, quên mất tiêu rồi. À, canh rau muống, à không phải rau muống, rau mùng tơi, à nhớ ra rồi, canh rau mùng tơi nè, steak với đậu, à thêm hai cục đậu, hai cục gì ta, bắp cải, hai cục bắp cải luộc với lại nước mắm. Và bữa ăn của ngày hôm nay của chúng mình là gồm có món steak và canh mùng tơi với thịt bánh nha mọi người. Bây giờ tụi mình sẽ bắt đầu ăn trưa đây. Đừng quên nhấn nút đăng ký kênh ủng hộ tụi mình nha. Bye bye, hẹn gặp lại mọi người clip tiếp theo. Bye bye.